Những ngày qua, phim Mai của Trấn Thành đã tạo nên cơn sốt khi xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông. Sức nóng khủng khiếp của Mai cũng được thể hiện bằng những con số do đích thân Trấn Thành thông báo hôm 21 tháng 2 là 4,3 triệu vé đã được bán ra sau 11 ngày công chiếu, đạt doanh thu 360 tỷ đồng. Nhìn vào con số này, không ít người phải trầm trồ vì sức hút của bộ phim. Song bên cạnh đó, không ít người cũng cảm thấy lăn tăn về con số 4,3 triệu vé. Theo Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dân số trung bình của Việt Nam năm 2023 đạt 100,3 triệu người. Như vậy, tính trung bình, cứ 23 người sẽ có một người mua vé xem phim Mai. Đó là chưa kể con số 100,3 triệu người, bao gồm cả người già, người trẻ, trẻ em. Thêm nữa, với việc gắn mác 18+, phim Mai chỉ có thể bán vé cho khán giả trên 18 tuổi. Nhóm dân số trong độ tuổi từ 15 đến 59 tuổi ở Việt Nam năm 2023 chiếm 62,2%, tương đương 62,38 triệu người. Tạm lấy con số này để tính, thì tỷ lệ người đi xem phim Mai sẽ là 1 trên 14,5. Xét đến yếu tố địa lý, giữa nông thôn và thành thị thì tỷ lệ người đi xem phim Mai của Trấn Thành còn thấp hơn nữa, rơi vào khoảng 1 trên 5,5 người. Bởi cũng theo Tổng cục Thống kê, dân số trung bình khu vực thành thị Việt Nam cuối năm 2023 là 38,2 triệu người, chiếm 38,1%. Khu vực nông thôn là 62,1 triệu người, chiếm 61,9%. Trong khi các rạp chiếu phim đa số đều nằm ở các trung tâm thương mại thuộc khu vực thành thị. Cũng có ý kiến cho rằng có thể khán giả yêu thích phim Mai quá nên mua vé đi xem nhiều lần. Nhưng kể cả như vậy thì con số 4,3 triệu vé được bán ra sau 11 ngày cũng khá khó tin. Bởi con số người xem đi xem lại một bộ phim không nhiều. Hơn nữa nếu có xem lại cũng chỉ xem đến lần thứ 2, cùng lắm đến lần thứ 3. Từ những phân tích trên, nhiều người đặt ra câu hỏi có hay không những con số khủng này thực chất là một chiêu PR của nhà sản xuất nhằm đánh vào tâm lý đám đông, tò mò của khán giả để tăng doanh thu.